chưa lên dầu đều rồi. Dầu hết hay là dầu bọt? Trung xin chào tất cả anh em nhé. Đây cái video Trung test cái con động cơ Isuzu 4GB nhé, Isuzu 93, Isuzu 2.8 cũng là nó nhé anh em. Cái con này thì hôm trước Trung có một cái video ngắn nằm ở trên kênh rồi. Hôm trước thì cắt xe cách đây 3 ngày đấy. Đây, đời máy Nhật nhé anh em. 4GB 1 93 máy Nhật nhé. Đây này. Heo test chiếc xe Nhật. Con Nhật cái con Trung Quốc thì nó khá là giống nhau. Nó giống nhau, hầu như nó giống nhau rất là nhiều luôn. Chỉ khác mấy cái co, nói chung là cái cách nhận diện nó thì hơi khó, nhưng mà anh em thợ thì nhìn là một phát là biết ngay thôi. 4GB Nhật nhé nè. Isuzu này. Con này nằm trên con xe tải hai bánh máy gì đấy, xe tập lái đấy. Để cuối video Trung sẽ đính kèm luôn cả cái đoạn video cách đây 3 ngày trước khi cắt xe nhé nè. Máy móc hơi hóng ngon lành hết, không có một tí hơi. Bọt dầu còn đang bọt dầu, cái bét nào đó nó chưa lên hay lên đủ gì. Nổ hơi cà lâm ở đoạn đầu nhé. Cái đó không thành vấn đề. Anh em về cắm ống nước vào, lắp lên vàng rồi nó chạy là ok hết thôi. Rồi, con máy thì nó quá là thông dụng, không có nhiều chi tiết để mô tả. Isuzu 93, bình thường thôi, 2.8 đấy. Máy móc lóc khô ráo sạch sẽ nhé. Hơn ở trên xe bụi rất là nhiều, chúng nó xịt bụi qua hết rồi thì nhìn nó khá là tươm tất nhé nè. Đề sạc đủ hết này, lóc này, chân máy này, có xương hàng nước nha, có xương hàng nhớt nhé nè, này nằm rời ở ngoài nè, vừa lọc vừa xương hàng thích hợp luôn này, sạc này, sạc bít này, đầy đủ hết nhé, không thiếu chi tiết nào. Cốc nước còn đẹp này, bơm lái còn này, rồi Trung đi một vòng để anh em xem được cái tổng quan tổng thể của nó. Rồi anh em có đúng nhu cầu sử dụng thì liên hệ nhé. Rồi sau đây là Trung sẽ đính kèm cái đoạn video trên xe luôn nhé, để anh em yên tâm nhé. Có video test tại nhà, video test trên xe.